Phần tin trong nước sẽ tiếp nối chương trình thời sự trưa nay với một số nội dung đáng chú ý. Việt Nam phê duyệt kế hoạch thực hiện hiệp định EVFTA. Kiên quyết xử lý nghiêm trường hợp xuất nhập cảnh trái phép. Thưa quý vị khán giả, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt kế hoạch thực hiện hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA nhằm phân công nhiệm vụ trách nhiệm cho các cơ quan tổ chức liên quan, quyết định biện pháp chỉ đạo điều hành và các biện pháp khác triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả hiệp định này. Để đạt được mục tiêu, thời gian tới các bộ, cơ quan, ban ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cần cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện những nhiệm vụ cơ bản như tuyên truyền, phổ biến thông tin về EVFTA và thị trường của các nước EU, xây dựng pháp luật, thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực, chủ trương và chính sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ chức của người lao động tại cơ sở doanh nghiệp, chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Từ ngày 10 tháng 8 đến ngày 16 tháng 8 là thời gian cao điểm của dịch COVID-19. Do đó, Sở Công Thương Hà Nội đề nghị các đơn vị doanh nghiệp cần tăng lượng dự trữ hàng hóa gấp 3 lần so với nhu cầu bình thường của người dân. Việc này thực hiện trong 3 tháng, tháng 8, tháng 9 và tháng 10 đối với 17 mặt hàng thiết yếu. Theo đó, các doanh nghiệp thương mại bố trí lượng hàng tại các địa điểm bán hàng, lượng hàng trong kho để các mặt hàng thiết yếu phải đảm bảo đúng yêu cầu đã đặt ra. Các doanh nghiệp cần chủ động liên kết với các tỉnh, thành phố để đảm bảo đủ nguồn hàng, đồng thời phải tính toán đến phương án trong trường hợp rất nhiều tỉnh, thành phố nằm trong vùng doanh nghiệp nhập hàng, phát hiện ra những ổ dịch lớn và phải cách ly, phong tỏa. Dù Quảng Ninh vẫn là điểm đến an toàn và mở cửa đón khách, nhưng các chủ tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long đã đồng loạt trình đơn xin dừng hoạt động vì quá khó khăn, do khách ít nhưng vẫn phải nộp đủ thuế. Theo Cảng vụ Đường thủy Nội địa tỉnh Quảng Ninh, ngày 9 tháng 8 chỉ có khoảng 10 tàu du lịch xuất bến ở cảng tàu du lịch Tuần Châu, đưa khoảng vài trăm du khách đi tham quan Vịnh Hạ Long. Trong khi đó, khi dịch COVID-19 chưa bùng phát trở lại ở Đà Nẵng, mỗi ngày Vịnh Hạ Long đón trên 1 vạn khách, ngày cuối tuần từ 2 đến 3 vạn. Trong vòng 2 tuần nay, mỗi ngày Vịnh Hạ Long với trên 500 tàu du lịch chỉ đón khoảng 200 khách. Cảng vụ Đường thủy Nội địa Quảng Ninh tại cảng tàu du lịch Tuần Châu cho biết, có ngày chỉ có khoảng trên 100 khách đi thăm Vịnh Hạ Long. Hàng trăm con tàu mỗi ngày chỉ có vài tàu xuất bến. Vì thế các chủ tàu du lịch đang hoạt động trên Vịnh Hạ Long đã có công văn gửi Chi cục Thuế Hạ Long xin được tạm dừng hoạt động tàu du lịch. Số liệu từ Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố cho thấy, đứng đầu về số lượng doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 là ngành kinh doanh bất động sản, nghệ thuật, vui chơi và giải trí, dịch vụ lưu trú và ăn uống, giáo dục và đào tạo. Cụ thể, số lượng doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh ở lĩnh vực bất động sản, nghệ thuật, vui chơi và giải trí, dịch vụ lưu trú và ăn uống. Trong 7 tháng đầu năm, có tới 15 trên 17 ngành có số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý nhất cũng là 4 ngành trên. Bắc Ninh là địa phương có nhiều khu công nghiệp, thu hút lượng lớn lao động nước ngoài. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chú trọng siết chặt công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, hạn chế thấp nhất dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Đây là các đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vừa bị Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh phát hiện khi kiểm tra hành chính nhà nghỉ Xuyên Điệp 2 tại thôn Kim Bảng, xã Hương Mạc. Các đối tượng này được quản lý nhà nghỉ tổ chức tiếp nhận, bao che và dùng nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng công an khi bị phát hiện. Khi em tổ chức trong ngày Trung Quốc ở tầng 7, tầng 8 thì em có cài đặt thang máy là không cho tầng dưới lên được tầng 7, tầng 8 và hàn một cửa ngách từ tầng 6. Khi bị phát hiện thì nên em bảo những người Trung Quốc là đi xuống tầng 4 để trốn sang nhà hàng xóm. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, việc người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào địa bàn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Công an tỉnh Bắc Ninh đã đẩy mạnh các hoạt động quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn toàn tỉnh. Từ tháng 6 đến nay, Bắc Ninh đã kiểm tra, phát hiện 10 vụ, 90 trường hợp nhập cảnh trái phép, làm thủ tục đưa những trường hợp này đi cách ly theo quy định. Chúng tôi đã tiến hành phối hợp với Ban phòng chống dịch của tỉnh đưa các đối tượng trên vào cách ly theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời ra các quyết định xử lý vi phạm hành chính với hình thức là phạt tiền và trục xuất số đối tượng trên khi đã thực hiện xong các biện pháp cách ly. Đến nay, Công an tỉnh Bắc Ninh cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng khởi tố 3 vụ, 5 đối tượng. Việc đưa các đối tượng ra truy tố trước pháp luật
không chỉ mang tính chất răn đe các đối tượng vi phạm mà còn thể hiện sự quyết liệt của Công an tỉnh Bắc Ninh trong việc đấu tranh với các hành vi tổ chức môi giới cho người khác xuất nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Với cái mức tiền chỉ 3 triệu trên đã vi phạm pháp luật, mà pháp luật quy định về những cái hành vi này rất xử phạt rất nặng, do vậy mà bà con hãy hết sức cảnh giác. Song song với các biện pháp công tác quyết liệt của lực lượng công an, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức phòng chống dịch, không tiếp tay cho các đối tượng nhập cảnh và tổ chức ở lại địa bàn trái phép, làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Tiếp theo sẽ là một số thông tin quốc tế chúng tôi mới cập nhật. Chính phủ Liban tuyên bố từ chức 50 trẻ Thụy Điển mắc hội chứng viêm đa hệ thống. Thưa quý vị khán giả, ngày 10 tháng 8, Tổ chức Y tế Thế giới WHO khẳng định thế giới vẫn còn hy vọng để chặn đứng đại dịch COVID-19 dù đã có hơn 20 triệu ca mắc và 750.000 ca tử vong tại hơn 240 quốc gia và vùng lãnh thổ. Phát biểu tại một cuộc họp báo trực tuyến, Tổng giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus cho biết trong tuần này, số ca mắc COVID-19 tăng lên tới 20 triệu ca với 750.000 ca tử vong. Ông chia sẻ đây là nỗi đau và mất mát lớn của thế giới, nhưng vẫn có những tia hy vọng và chưa bao giờ là muộn để đẩy lùi đại dịch. Theo ông, một số nước như New Zealand và Rwanda đã thành công trong công tác ngăn chặn dịch COVID-19. Ngày 10 tháng 8, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã nhắc lại chủ trương mở cửa trở lại các trường học vào tháng 9, coi đây là vấn đề cấp bách mang tính xã hội, kinh tế và cả đạo đức. Theo nhà lãnh đạo Anh, các trường học ở nước này hoàn toàn có thể đảm bảo vận hành an toàn trước dịch COVID-19. Việc mở cửa trở lại trường học là vấn đề ưu tiên cấp quốc gia và chỉ được đảo ngược khi mọi biện pháp phong tỏa đã được triển khai. Lý giải cho quyết định này, ông Johnson cho rằng, việc mở cửa lại trường học vừa đảm bảo việc học và sức khỏe tinh thần cho trẻ em, vừa giúp các cha mẹ có thể đi làm để không bị sụt giảm thu nhập. Đài phát thanh Thụy Điển vừa phát đi thông báo tính đến hiện tại nước này đã ghi nhận 50 trường hợp trẻ em mắc hội chứng viêm đa hệ thống, gọi tắt là MIS, có khả năng liên quan đến bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Kênh truyền hình Thụy Điển SVT cũng đưa tin, nước này hồi tháng 5 thông báo có 4 trường hợp trẻ mắc COVID-19 bị hội chứng viêm đa hệ thống, nhưng con số trên hiện tăng lên 50 ca, trong đó 10 ca phải điều trị tích cực, trong khi 3 ca phải dùng phương pháp oxy hóa qua màng ngoài cơ thể. Hiện chưa ghi nhận ca tử vong nào do mắc hội chứng này. Những trẻ có triệu chứng tương tự bệnh Kawasaki, một bệnh thường xảy ra ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, với các triệu chứng sốt cao, phát ban, mắt đỏ, và trong trường hợp nặng có thể gây phình giãn động mạch vành, viêm tim. Các nhà nghiên cứu Thụy Điển cho biết đã phát hiện tác động rất nghiêm trọng đến tim mạch ở một số trẻ mắc hội chứng viêm đa hệ thống, đồng thời nhận định hội chứng này có lẽ nguy hiểm hơn nhiều so với bệnh Kawasaki nhưng gây tỷ lệ tử vong rất thấp. Trung Quốc tuyên bố bắt đầu áp trừng phạt đối với 11 quan chức Mỹ nhằm đáp trả động thái tương tự trước đó của Washington đối với trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc, Lâm Trịnh Nguyệt Nga. Trong số các quan chức Mỹ bị trừng phạt có hai thượng nghị sĩ từng tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016 là Ted Cruz và Marco Rubio. Tuy nhiên, chi tiết lệnh trừng phạt không được tiết lộ. Trước đó, hôm 7 tháng 8, Washington áp lệnh trừng phạt đối với 11 quan chức Hồng Kông và Trung Quốc đại lục liên quan đến việc ban hành luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông. Chính phủ Liban đã tuyên bố từ chức khi đối mặt sức ép ngày càng gia tăng sau vụ nổ ở thủ đô Beirut, cướp đi sinh mạng của ít nhất 158 người và khiến hàng nghìn người bị thương vào tuần trước. Trước đó, 4 bộ trưởng trong nội các Liban, gồm Bộ trưởng Tài chính, Tư pháp, Thông tin và Môi trường, đều đã đệ đơn xin từ chức. Những ngày qua, biểu tình đã nổ ra tại Beirut với yêu cầu cải cách và chính phủ phải từ chức. Các cuộc đụng độ khiến hàng trăm người bị thương. Căng thẳng bùng phát sau vụ nổ ngày 4 tháng 8 tại nhà kho chứa 2.750 tấn amoni nitrat ở cảng Beirut, số nạn nhân thiệt mạng đã lên tới 158, trong khi hơn 6.000 người bị thương và hiện còn 21 người mất tích. Đến đây, chương trình Thời sự trưa nay xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.